Chỗ này có người nữa nè. Đó, chú qua đây, qua đây chỗ này. Sư 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 qua đây, sư sư qua đây. Bởi vì sư qua đây mấy người đằng kia không có thấy nè. Đó, sư ngồi. Sư ngồi rồi ngồi xe xe để mấy em đằng kia nó dòm nó thấy. Ở bên này ngồi sót qua bên này nè. Đó ngồi sót qua đây nè. Rồi vậy đó, ngồi sót sót để cho mấy em kia nó xe qua. Ngồi sót qua đi, qua xe để cho đứa ngồi tuốt kia thầy không thấy mặt. Đứa nó ngủ gục luôn sao? Ngủ gục rồi thầy không có cứu đầu được. Nó giả bộ lắng nghe chứ ngủ. Vô ngủ khỏe. Nếu mà ngồi ngay ngán sắp hàng mà dở quá. Thầy hồi đó 50-60 người ở bên Tây Phương thì sắp một xíu rồi. Sắp cho nó cân bằng. Ví dụ như đây, con vô chỗ này, vô chỗ này. Bây giờ trên này thầy thấy là thầy đây này chỗ đó đó, chỗ này đó trong. Bởi vì nó chỗ trống. Chỗ ở trên TV đó thầy thấy chỗ này trống. Cái này xe qua chút thì xuống dưới. Cái chỗ nãy đó ngồi ngon ở chỗ Đạt á. Rồi chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái giáo lý nó thuộc về để đối chiếu những cái sự tu giữa Thanh Văn và Bồ Tát, cũng như là giữa những cái pháp tu về phiền não và chướng ngại ở trong tâm của mình đó. Tức là không phiền não, tức là dứt được cái phần đoạn sanh tử. Còn không sở tri thì không có biến dịch sanh tử. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu một vài cái từ, ví dụ như phần đoạn sanh tử hay là biến dịch sanh tử. Cô ông Quán có biết không? Nói phụ thầy, nói cho rõ. Nói cho rõ cho thầy nghe. Phần đoạn là chết về thân, còn biến dịch là nó chuyển biến về tâm. Ví dụ như bây giờ đương chứng quả tu đầu quần thì nó lên từ đầu hầm, ví dụ như vậy đó thì gọi là biến dịch. Biến dịch là nó thuộc về tinh thần thôi, còn phần đoạn là cái thân. A la hán thì dứt trừ phiền não, là phiền não đã hết mà chỉ còn tập khí thôi. Thì nó nhập vào vô dương niết bàn khi mà chết. Rồi còn các Bồ Tát là cũng như biến dịch sinh tử, là về chứng từng cấp bậc trong tinh thần, là phần sở tri. Bởi vì chúng ta tu học á, trong kinh nói giáo lý vị thần thố hoài, huyền đạo vô năng kế ngộ, tức là giáo lý chánh tâm của Đức Phật thuyết á, mà nếu chúng ta không hiểu thì thực sự trong cái sai lầm của giáo lý đó, nó đưa đi đến cái sai lầm của cái sự hành trì. Và cái sự hành trì mà chúng ta sai lầm thì cái vấn đề tu chứng của chúng ta nó không rõ ràng được. Ví dụ chúng ta phải hiểu những cái từ như là phần đoạn và biến dịch. Ví dụ chúng ta chết đây sanh kia, hoặc là từ người chết rồi sanh thiên,
rồi chư thiên chết rồi sanh qua cõi này cõi kia. Nhưng mà trong khi đó chúng ta vẫn vẫn tu tập, có thể là gọi là chúng ta dứt phần dứt cái phiền não đó, thì chúng ta dứt cái sự tái sinh trong cái phần đoạn sinh tử đó. Nhưng mà đồng thời trong cái phiền não của thinh vang, ví dụ như bây giờ chúng ta dứt tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, hay là chúng ta hiểu được tất cả trong các pháp của ví dụ như trong tâm linh đó, ví dụ như cái phần đát, phần mạng can, chúng đồng phận dị sinh tính vô tướng định vô tướng báo danh thân cú thân văn thân chẳng hạn, tất cả chúng ta hiểu được, chúng ta biết được và chúng ta tu tập được, chúng ta vượt qua tất cả những cái lằn ranh đó thì chúng ta không còn ở trong sanh tử, gọi là không còn để đầu thai. Nhưng mà đồng thời nếu chúng ta có cái sở tri, tức là chúng ta có cái pháp ở trong tâm của chúng ta đó, cái pháp tu trong tâm của chúng ta đó, mà chúng ta còn còn lưu trữ, cũng như chúng ta lưu trữ về cái tri kiến, hoặc là chúng ta dứt đoạn cái bên ngoài cái phiền não, cái khổ đau, nhưng mà trong khi cái tri kiến của chúng ta đó, cái tri kiến là những cái vọng mà chúng ta cảm thấy nó có, nó sở tri cũng như là cái pháp tu của chúng ta đó, thì chúng ta chưa dứt được cái biến dịch sanh tử. Như sư cô đây đó, thì sư cô rất là hiểu về giáo lý, vì sư cô đọc gần hết những cái tạng kinh, như có cái bộ Bát Nhã đây là sư cô đã đọc hết 24 cuốn, và tất cả Du Già Sư Địa có những bộ chánh thôi thì cô đã đọc, cho nên cô nói là cái sự biến dịch sinh tử á, là cái tính chất mà ví dụ từ quả Tu Đà Hoàng lên quả Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, hay là các vị A La Hán đó vẫn còn có một cái sự chuyển thể nào đó. Vì thế cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật là đưa lên một cái tầng nữa trong cái sự khai thị ngộ nhập, để thấy được cái tâm của chư Phật, cái tâm của pháp giới. Mà muốn thấy được cái tâm pháp giới thì phải nhập pháp giới, gọi là nhập pháp đó. Cho nên những cái từ đó là chúng ta hiểu, phải hiểu trước khi chúng ta tu, chúng ta đặt cái vấn đề tu. Bởi vì nếu tu tất cả cái gì nó thành ra cái tâm phát nguyện ngay ban đầu, cũng như bây giờ chúng ta tu niệm Phật, chúng ta hướng về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta sẽ sanh về Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn chúng ta kêu bằng tu thập thiện thì chúng ta sẽ được sanh thiên. Mà chúng ta đắc có cái thiền chứng từ ly dục, ly ác pháp, tầm tứ và nhị thiền, nghĩa là đoạn tất cả các cái tầm tứ phỉ an lạc định này kia đó, thì chúng ta lần lần lên tất cả cõi thiền cao, tức là cái cảnh trời đó mà chúng ta dù có tưởng tượng cũng không biết được, chỉ theo cái ý chỗ kinh Phật nói để chúng ta diễn dịch thôi đó. Nhưng mà tất cả những cái đó từ cái vòng còn luân hồi trong ba cõi dục sắc vô sắc cho đến, thì cái đó dĩ nhiên là chúng ta phải luân hồi rồi. Dù chúng ta sống lên tới cõi trời tối thượng của vô sắc giới thì một lúc nào chúng ta cũng phải trở lại đó. Còn nếu mà chúng ta tu về các cái bởi vì trong này nó có cái sở tri, gọi là cái sở tri chướng. Cái sở tri đó ở trong bình thường á thì chúng ta có cái dự biết, tức là những cái dữ kiện, những dữ liệu, những cái tính chất mà nó có trong cái thức của chúng ta. Có khi ví dụ như chúng ta tu được một cái môn gì đó thì chúng ta thấy lấy cái đó chúng ta làm cái chỗ dựa, chỗ tự hào, chỗ bản ngã và cái pháp đó. Cũng như chúng ta có thể giải thoát, nhưng mà chúng ta không có dứt được cái sở tri. Nghĩa là theo thanh văn là cái gì?
Tức là giải thoát cái gì mà không giải thoát cái gì. À, lo hơn thì coi như là phiền não đã đoạn. Còn cái tập khí đó là nhập vô dư nhất bần, đó là thuộc về là vô dư y nhất bần, đó là coi như là dứt cái phần đoạn rồi đó. À, lo hơn. Còn biến dịch sinh tử là ví dụ như bây giờ A La Hán mà phát tâm Bồ Đề đó, tu Bồ Tát đạo á, thì nó lên bát địa, tại vì A La Hán thì tương đương với thất địa Bồ Tát, thì có nói là gọi là biến dịch sinh tử. Bởi vì cũng như A La Hán là cái pháp nó còn, mà cái nghiệp thì nó dứt. Nó gọi cái phiền não thì nó không dứt, nó có một cái danh là cái nhân và pháp đó, nhân giải thoát, cái nhân vô ngã, nhưng mà chưa nhưng mà có pháp không có vô ngã. Tức là còn có cái pháp đó có thể truyền bá, có thể dạy cho đệ tử, hay là có thể làm gì, nhưng mà cái pháp đó nó không tiêu dung được, nó không cứ vần, nó không trở vào trong cái không tính hoàn hảo được đó. Mặc dù A La Hán là cũng chứng cái tịch diệt. Đó là mình theo những cái kinh bộ lớn, những cái phương trình của Bát Nhã, của tất cả những đó, để mình mới thể quyết định được. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề tu á, nó quan trọng nhưng mà không bằng cái chánh kiến. Cái chánh kiến chúng ta phải biết cái chỗ đó. Rồi khi mà chúng ta phát tâm á, thì mới có gọi là cái phát tâm Bồ Đề, là cái tâm đó để làm gì? Nó nhập pháp giới và nguyện độ tất cả chúng sanh. Cho nên bước có cái là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ đó. Còn thinh văn thì không có phát cái tâm đó. Một vị A La Hán không phải là một cái nguyện lực của chư Phật, mà phải độ tận cùng thế giới. Phải đi hết trong ba cõi mà độ tận cùng thế giới. Vì thế cho nên phải tu rất nhiều kiếp, ba tăng kiếp, như là sau này chúng ta sẽ nghe nói trong cái bài của Nhập Pháp Giới. Cái sự giới thiệu về cái hướng của Hoa Nghiêm và Thiện Tài Đồng Tử đã tham học như thế đó. Cho nên vấn đề cái sở tri á, thì chúng ta phải biết. Còn cái biến dịch sinh tử đó, thì ví dụ như tức là biến dịch cái tâm thức. Bởi vì có cái vị mà ví dụ như từ Tu Đà Hoàng hay là Tu Đà Hàm ở Nam đó, thì tất cả nó giải thoát lần lần cái tính chất tái sinh, nó đi vào những cái niết bàn, nhưng mà ở trong đó cái sự biến dịch sâu sắc của cái tạng tâm đó thì nó vẫn còn thay đổi. Cho nên do như vậy có những cõi xa xăm của chư Phật hay là những cái chỗ mà Đức Phật độ thì các ngài không thể độ được. Vì thế nó mà các ngài phải có cái tâm của chư Phật, cái tâm nó tràn đầy pháp giới thì mới độ được chúng sanh được. Đó. Cho nên cái chỗ nguyện lực và cái chỗ khởi đầu nó rất là quan trọng. Vì thế cho nên ví dụ như bây giờ tôi nói rằng tôi muốn đi qua Campuchia hay là tôi muốn đi qua Thụy Điển, ví dụ vậy đó, thì tôi nghĩ tôi sẽ đi tới đó thôi. Còn tôi nói tôi muốn đi du lịch thế giới đó, thì cái chỗ đó không hạn lượng. Tôi có thể đi hết toàn cầu, ví dụ bất cứ nước nào. Đó, thì tôi phải có đủ cái nghĩa là cái căn bản hay là cái visa để mà có thể đi được tất cả các nước này như thế đó. Hai cái khởi đầu nó khác nhau. Một cái là chúng ta muốn biết hết tất cả các pháp, nghĩa là tận cùng thế giới. Và cái khác là chúng ta có thể biết ở trong cái phần nào đó thôi, của thế giới thôi. Đó, cũng như chúng ta muốn biết một cái tiểu thiên thế giới, hay trung thiên thế giới, hay là đại thiên thế giới. Và chúng ta có thể biết được một cái gọi là cái tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà nó chỉ là một cõi của một vị Phật thôi. Còn ví dụ từ đây mà qua Cực Lạc cho đến nghĩa là 10 vạn ức cái cõi như thế. Tức là tính theo cái hệ mặt trời thì nó vô số. Nó vô số, nghĩa là không thể tính hết được.
Cho nên cái điều đó, cái tâm của chúng ta không có hạn lượng thì chúng ta mới tu cái Bồ Tát Đạo không không có giới hạn được. Cho nên những cái điều này đó thì chúng ta phải theo cái sự hướng dẫn của giáo lý chân chánh của Phật. Chứ chúng ta không thể nói là tu ngộ là thành Phật. Phật đó là Phật lý thôi, Phật, lý tức Phật. Chứ không phải là đơn giản. Cho nên nói là thanh văn á, chỉ tu có giới hạn theo thiền quán mà không tu tất cả các hạnh như là Bồ Tát. Bồ Tát thì thường phải tu 10 hạnh, còn bên thanh văn cũng tu bố thí nhưng không phải là ba la mật. Nên là về Bồ Tát thì nó phải là ba la mật, tức là rốt cuộc thân mạng tư tài câu khí xả nó đều tận cùng và để cho mình nhập vào cái không giới của cái pháp giới. Và sau đó mình mới hóa thân vào tất cả chúng sanh. Từ tất cả các cõi, nghĩa là luân hồi, Bồ Tát đều có thể hiện thân đồng với tất cả pháp giới. Cho nên thanh văn cũng bố thí, nhưng bố thí ít thôi, chưa đến cái chỗ bố thí ba la mật như các vị Bồ Tát. Còn trì giới thì các thanh văn cũng trì giới một cách tiêu cực, gọi là biệt giải thoát. Đó, nó là ở giải thoát trong bản thân. Và nó trong khi các Bồ Tát thì phải trì tâm địa tịnh giới. Đó. Và cái biệt giải thoát giới, tức là để trừ những điều ác, các ngài còn phải làm tất cả điều lành. Cho nên chúng ta có thể chứng đạo theo thanh văn, nhưng mà chúng ta không thể chứng được quả vị Phật được. Trong cái giới hạn, cho nên ở trong cái giới thanh văn và cái Bồ Tát giới, nó có nhiều điểm khác nhau. Gọi là thiện pháp giới và cả nhiêu ích hữu tình giới, tức là tu những hạnh làm nhiêu ích cho tất cả chúng sinh. Nghĩa là mình làm cho tất cả. Cho nên ngày xưa Đức Thế Tôn còn quá hiện ra những cái loài thú như là voi hay là hươu nai để cứu tất cả chúng sanh. Hoặc là Bồ Tát vào trong địa ngục quá thành những người như là địa ngục. Hoặc là nhiều khi như là trong tất cả các kinh Mạt Thừa, quá thành một con ong và đến một cái chỗ, nghĩa là một cái biển, một cái chỗ mà những cái con trùng rất là nhỏ, dơ dái, xấu xí. Đó là niệm Om Mani Padme Hum. Thì tự nhiên cái âm thanh của Bồ Tát vang dội đó, sâu thẳm vào trong tất cả những cái sự rung động của những cái loài dòi đó. Và sau những loài đó sanh ra đều được phát Bồ Đề Tâm làm Bồ Tát. Cũng như mình truyền một cái virus hay là một chất phóng xạ vào. Cho nên tất cả chúng sanh nó đều bị nhiễm cái đại thừa pháp. Còn thanh văn thì chỉ lấy cái pháp chân chính mà độ chúng sanh thôi. Chứ còn những cái phương tiện bí mật như Phật thì không làm được hết. Cho nên các ngài còn phải làm tất cả điều lành, gọi là thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên tất cả việc thiện Bồ Tát đều phải làm, và tất cả cái lợi ích cho hữu tình Bồ Tát cũng phải thành tựu. Ví dụ như bố thí, như hồi đó Thái tử Tu Đà Noa bố thí cho cạp ăn, hoặc là như Bồ Tát Dược Vương đốt thân cúng dường, hay là tất cả mọi cái đó, thân mạng tư tài nó đều xả hết và phải làm một cách trọn vẹn như vậy đó. Tức là tu những hạnh làm nhiêu ích cho tất cả chúng sanh, Bồ Tát không bao giờ nghĩ đến riêng mình cả, mà lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh. Còn vấn đề chữ nhẫn là nhẫn nhục thì Bồ Tát phải tu nhẫn nhục đến mức ba la mật. Tức là nó rốt ráo, bố thí cũng phải bố thí ba la mật, tinh tấn cũng phải tinh tấn ba la mật, thiền định cũng phải thiền định ba la mật. Bồ Tát không chỉ thuần tu không quán mà còn phải tu giả quán và trung đạo quán.
Bởi vì cái không quán thì tất cả hằng thanh văn đều tu được và đạt được cái tính chất diệt tận, diệt đế. Và trong đó nó tương đồng như cái không quán, nhưng mà nó không phải là cái không quán thật. Cho nên Bồ Tát thì phải tiến lên tu tất cả giả quán và cái trung đạo. Sau này chúng ta sẽ thấy những cái hướng tu đó. Cho nên tại sao mà ví dụ ngay có những vị thanh văn, cũng có những vị đại A-la-hán như là Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Và cũng có những cái vị A-la-hán thì không có thể gọi là đại được, không có thể chứng được như các cái vị trí tuệ Xá Lợi Phất được. Bởi vì theo trong kinh thì các vị này đã cùng Đức Phật tu từ rất nhiều kiếp và đã âm thầm hành Bồ Tát Đạo rồi. Cho nên hiện thân A-la-hán gọi là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thanh văn, chứ không phải là thanh văn thật. Nhưng mà cái căn bản, tăng căn bản tương bằng trong cái chúng trung tôn thì tất cả đều là một cái hình thức của tăng. Nhưng mà tăng đó có tăng thanh văn, tăng Bồ Tát, hay là tịnh tăng, hay là phàm tăng. Bồ Tát không chỉ thuần tu không quán. Không quán tức là chúng ta tu tất cả các pháp thiền mà giải tán được tất cả cái nghiệp và đi đến cái chỗ diệt tận. Đó. Thì nó tương tự như không quán, nhưng mà cái này cũng không phải là không quán thật của các cái pháp thiền. Còn các cái vị Bồ Tát thì phải tu ở trong cái quán giả và quán trung. Cái này chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. Và phải là có cái trí tuệ. Tức là Đại Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải là trí tuệ nhất thiết trí của thanh văn. Thanh văn có thể cái gì cũng biết tất cả, nhưng mà nó ở trong vòng tam giới thôi. Còn giả tỷ có một cõi Phật xa xăm ở đâu đó thì thanh văn không thấy nổi. Không thể thấy tận cùng pháp giới như ngày Duy Ma Cật hay là ngày Văn Thù được. Cho nên cái pháp giới này nó rộng, chúng ta không thể tưởng tượng đâu. Bồ Tát còn có những độ sâu hơn nữa là độ nguyện, là nguyện độ. Tức là cái phương tiện, cái lực độ, trí tuệ mà bên thanh văn hoàn toàn không có điều đó. Trong kinh thường có một câu gọi là quý vị cần nhớ, đó là nhất tâm tâm quán. Tức là chỉ có một cái tâm đó mà thôi, mà có thể quán ba cách. Cho nên Đạo Phật dạy rằng tất cả các pháp đều là tùy sự lắc lai của tâm thức, tức là chuyển động, cũng như giống như cũng như chúng ta, ví dụ như nói hồi nãy đi chơi đó, bây giờ tôi thích một nước nào đó, ví dụ như tôi thích về Ai Cập, tôi có thể đi qua đó để tôi xem về kim tự tháp. Tôi biết ví dụ những cái tiểu sử của các bà rôn. Còn tôi đi qua Phi Châu hay là tôi đi vào những nước Trung Đông thì tôi đi đâu thì tôi chỉ có cái visa, cái máy bay đi đến đó thôi, và tôi chỉ du lịch và tôi học hỏi tìm hiểu ở đó. Nhưng mà bây giờ nếu tôi không có giới hạn, tôi muốn đi khắp thế giới và tôi muốn học hỏi hết tất cả, thì cái tâm này nó là khác nữa. Cái tâm này nó không giới hạn. Nhưng mà nếu không giới hạn là thật sự mình nói cái không giới hạn nhỏ chút ở trong cái cõi ta bà này thôi. Đó. Cũng như chúng ta biết một cái tiểu thiên thế giới, thì từ cái địa ngục mà nó chạy lên nó cho tới ngạ quỷ, súc sanh, con người, rồi nó chạy lên cho tới bảy lần nước, bảy lần núi, cho tới đỉnh Tu Di, nghĩa là cho đến có cái vị, nghĩa là dưới chân núi Tu Vi Di, như là Tỳ Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quảng Mục Thiên, Đa Văn Thiên, rồi chúng ta lên trên đỉnh Đạo Lợi thì chúng ta thấy 33 quả trời. Rồi chúng ta lên trên Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Tha Hóa Thiên, Hóa Lạc Thiên, rồi tới Phạm Chúng Thiên, quả trời sắc giới. Rồi chúng ta lên Nhị Thiền cho đến cuối cùng Tứ Thiền và Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở, Phi Tưởng. Thì chúng ta đi tột cùng như thế đó. Và một mặt trời, một mặt trăng thì nó chỉ chạy ngon núi Tu Di thôi. Và như thế thì nó là một tiểu thế giới, phải không? Một tiểu thế giới thì bao nhiêu tiểu thế giới thành một trung thế giới.
một ngàn tiểu thế giới mới thành một tiểu thiên. Tiểu thiên. Coi như ví dụ như mà mấy vị mà đắc sơ thiền á, thì chỉ thấy từ cái sơ thiền bước xuống của trời quá lợp, tha quá rồi quá lợp, rồi xuống của một quả đó, gọi là một tiểu thế giới rồi. Nhưng đó mà là vị sơ thiền á. Nhưng mà một tiểu thế giới đó thì nó có thì mấy mặt trời, mặt một. Tiểu thế giới là có một thôi, một hệ mặt trời này thôi. Nhưng mà bao nhiêu tiểu thế giới thì nó có một trong thế giới. Một ngàn tiểu ở đưa ngoài cho cô thì nói cho nó to nha. Một ngàn thế giới tiểu này thì mới gọi là tiểu thiên. Một cái thế giới này gọi là tiểu thế giới. Tiểu thế giới là một ngàn thế giới. Không, tiểu thế giới là có một, một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, bốn châu thiên hạ. Và có trời dục trở xuống đó. Mà bao nhiêu tiểu thế giới nó là một ngàn cái tiểu thế giới này thì mới là một gọi là tiểu thiên. Một tiểu thiên thế giới. À. Rồi bao nhiêu tiểu thiên thành trung thì thiên. Thì một ngàn tiểu thiên mới được một trung thiên. Như vậy là một trung thiên có bao nhiêu hệ mặt trời. Rồi một ngàn trung thiên thì mới một địa thiên. Thì đó là cái cõi của Đức Phật Thích Ca Giáo Hóa. Nhưng mà mình hãy tính thử cái chiều thì rộng là của hệ một mặt tỷ trời. Mặt trời mặt trăng vậy đó. Một tỷ nó chưa tu di vậy đó. Bởi vì chúng ta nói cõi thì nó chỉ có trong kinh điển, nhưng mà nếu chúng ta nói về vấn đề không gian thiên văn học thì chúng ta biết được tất cả các cái hiện tượng về vật lý, ví dụ như các cái dải thiên hà, các hệ mặt trời và tất cả những cõi nó nằm ở trong cái chỗ nào, và sau đó chúng ta mới định vị cái tam thiên đại thiên thế giới nó là gì. Nó vô cùng, không có thể lường được đâu. Có mắt Phật mới liền được. Không, chúng ta vẫn nói theo, ví dụ nó có bao nhiêu mặt trời, có thì bao nhiêu tu di, bao tỷ, nhiêu. Một tỷ thế giới, một tỷ mặt trời, một tỷ mặt trăng, một tỷ núi tu di đó, là một tỷ tứ châu thiên hạ đó, gọi là một tỷ. Là con số 1 với 9 zero nữa. Đó là cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Giáo Hóa, chứ không phải của Năm Diêm Phù Đề này. Đó. Tức là gồm bao nhiêu cái hệ mặt trời ở cõi Ta Bà này. Vậy chúng ta phải thì lấy là một tỷ đó, là một tỷ đó. À, tức là một ngàn triệu. Dạ, là một ngàn triệu cái hệ đó. Chúng ta phải độ lượng, ví dụ theo cái toán số, ví dụ khoa học thì chúng ta mới có tưởng tượng được, hình dung được. Chứ chúng ta nói theo mà cái từ của Phật học thì thực sự nó bí, không thể nói được. Cũng như chúng ta nói mà nó hình thành một cái tế bào não ở cái vùng nào và tại sao nó hình thành vào lúc đó thì chúng ta mới biết là có một tỷ cái tế bào não và nó đóng như thế nào thì chúng ta mới hình dung được. Còn chúng ta chỉ nói một tên một từ đó nhưng mà chúng ta không biết nó nằm vị trí chỗ nào và cái loại tế bào đó như thế nào và hình thành như thế nào. Cũng như đối về thế giới cũng vậy. Ví dụ như bây giờ gọi là thế giới hoa tạng thì có quả đất mình đây nè. Nó thuộc về tầng thứ 13. Một cái hoa tạng, một cái hoa sen to lớn như vậy là 20 tầng. Ví dụ như một quả Ta Bà mình đây là tầng thứ 13. Đó, nó vậy đó. Gọi là trong, đó là Đức Tỳ Lô Giá Na. Là Pháp Thân của chư Phật, đó, của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì chúng ta nghe Pháp á, thì chúng ta phải căn cứ nơi cái chính nghĩa của giáo lý Phật đó. Cho nên tôi mời cô Tâm Quán này làm cố vấn ở trong cái từ ngữ cũng như một số về sinh ngữ tiếng nước ngoài chẳng hạn vậy đó, thì bởi vì cô Tâm Quán thì chẳng những là cô có 30 năm mà nghiên cứu học Phật, đọc vô số bộ luận tạng, như những bộ luận lớn như Du Già, Trí Độ hay là Thành Thật Cấp, bộ luận Tiểu Thừa, Đại Thừa, năm bộ Nikaya, rồi ngoài ra tất cả các hệ Bát Nhã, rồi còn có trên gần 30 hạ, nghĩa là thuộc về Trung ương. Cho nên cô rất là dài dặn, mà cô được học với tất cả các hòa thượng lớn ở thành phố này kia đó. Cho nên cái điều đó không phải là cái điều học rộng hay học hẹp, nhưng mà cái điều đó cô tóm góp được một số từ. Mà ví dụ tôi thì tôi học lâu quá rồi, trong những trường Phật học 60-70 năm trước. Cho nên bây giờ có những cái tôi cũng quen. Đó. Ví dụ như hồi xưa mà mình giảng 100 pháp trong duy thức, chứ bây giờ có thể mấy chục pháp thôi. Chứ còn qua 70-80 pháp thì tự nhiên mình cũng quen cái từ đó. Ví dụ như đắc ngọn can, chúng đồng phận, dị sanh tánh, rồi những tường nữa rất khó. Có nhiều cái vô tướng định, diệt tận định, vô tướng báo danh thân đó. Cho nên vấn đề Phật Pháp á, là không thể mình nói một cách
mà nó bướng được mình nói, bởi vì tất cả nó đều phải nói theo theo cái nguyên lý, theo cái chỗ mà chỉ dạy của Đức Phật, nhất là ở trong thiền học và trong pháp tu á. Nếu chúng ta nói sai một cái từ á, tức là sao cái tầm tứ của chúng ta cũng lạc, và chúng ta cái hướng đó chúng ta đi thì nó cũng lệch đó. Cho nên cái giáo lý của Phật nó làm căn bản, nó gọi là cái pháp lượng, hay là cái gì, cái chúng ta tu chứng nó là hiện lượng. Và cái Phật là gì? Và nó thuộc về thanh giáo lượng. Thanh giáo lượng thì gồm có Phật, Bồ Tát và các vị La Hán. Khi nó ra được Phật chứng minh, nó thuộc về thánh giáo. Cho nên phải căn cứ, dù là cái giáo thanh văn cũng được, cũng vậy, nó cũng phải, chúng ta phải nằm ở trong cái thánh giáo đó. Để ví dụ như bây giờ chúng ta tu tu quán về bất tịnh đi, thì chúng ta phải có cái công thức, ví dụ như Arasamidaya, Aranirodha và Gabiti Bija, cái từ sau thôi, là bởi vì cái thức ăn tức là hara samidaya, tức là có nghĩa là duyên khởi của cái thức ăn, làm sao mà chúng ta cần thức ăn, tiêu hóa thức ăn, và chứ tức là cái duyên khởi, và nó biến đổi cái thức ăn như thế nào, tức là niroda, thức ăn diệt, và cái nhân duyên của thức ăn diệt. Nếu chúng ta không biết đó thì chúng ta không biết cái sự tiêu hóa, tại sao mà nó biến đổi từ cái vật thực mà nó biến đổi được thành một cái sắc pháp ở trong thân thể chúng ta, và cái sắc pháp đó cũng là một cái sự biến đổi nữa, nó thành ra rất nhiều. Cho nên những cái vô thường, cái đó như mà chúng ta nói thập theo cái Abhidhamma rồi, thì nó gần như tất cả chúng ta phải suy luận theo cái tính chất cái bằng gọi là các cái vi phân tử, thì chúng ta mới hiểu được, bởi vì nó nhỏ. Cũng như mà những cái từ trong Phật học á, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là những cái chuyện lớn, những cái từ lớn thôi, cũng như chúng ta nói cái ý nghĩ hay là cái tư tưởng, thì chúng ta chỉ nói được cái phần từ ở trong chúng ta biết, và chúng ta có thể thấy được cái tư duy hoặc này kia đó, nhưng mà chưa hẳn là chúng ta đã hoàn hảo. Còn chúng ta phải thấy được cái tâm và tứ, dù là chúng ta đạt được sơ thiền hay chưa được sơ thiền, mà điều đó chúng ta có thể, nếu trong thiền quán ở trong định, chúng ta vẫn có thể thấy được cái điều đó, và chúng ta biết cái tâm tứ phỉ an lập định, thì chúng ta biết cái phần nào nó đã sanh trưởng và phần nào trình chưa có. Cũng như khi chúng ta có một cái hỷ thì chúng ta phải biết cái hỷ này từ đâu, và mà không phải là chúng ta suy nghĩ về cái nhân quả từ cái này sanh này, nhưng mà chúng ta phải thấy cái tính chất này nó biến đổi. Cũng như ví dụ như bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy tôi có cái nỗi buồn, thì tôi không biết làm sao mà mình có nỗi buồn, thì tôi yên lặng tôi coi lại, tức là nó có một cái luồng tâm nó mờ nhạt, nó giống như sương mù, và cái luồng tâm đó nó đưa dẫn một cái hình ảnh, ví dụ như của má tôi hoặc là của những người thân nào đó và đã mất rồi, và nhiều khi nó mất rồi nhưng mà nó chưa đi xa khỏi cái tạng thức, cho nên lâu lâu nó nổi lên, và khi nó nổi lên tôi chưa rõ ràng là cái gì, nhưng mà nó cảm thấy buồn, tức là mình nhớ, cái nhớ là nó đã hiện ra cái hình ảnh rồi, còn cái buồn là mình nó còn ở trong cái sương mù, nó chưa rõ ràng đó. Rồi cái buồn đó, rồi tôi mới nhìn kỹ ở trong cái nỗi buồn nhẹ nhàng, rồi tôi thấy đó là một cái cảm thức nhớ lại vô vơ, và cuối cùng nó hiện lên cái hình của bà mẹ hay là của người thân nào đó đó, và cái người thân đó nó dao động như thế nào, và nó xúi dục cho tôi để tạo thành một cái tính chất nhớ lại, tức là mình nhớ lại về cái quá khứ đó. Vì thế cho nên mình thấy được ở đây, mình thấy được một điểm như vậy là mình thấy được rất nhiều, tức là
Alo, có gì đó. Nói gì? Bây giờ thầy đang giảng, thì đang giảng. Con có đang nghe không? Có, con đang nghe trong cái thời thầy đang giảng về về thiền, về vấn đề quan trọng, để rồi sau đây hãy nói vấn đề đó. Đó. Cho nên này nói tới đâu rồi? Mấy người có theo dõi không? Có ai theo dõi không? Ha? Ai theo dõi cứ nhớ chừng một từ thôi. Khi ông đang nhớ về quá khứ, về người thân. Thầy nói về cái tính chất chuyển động của thức, của cái phiền não. Tức là buồn vui thương ghét muốn. Nhưng mà ở đây á, không, mình hiểu được cái phiền não nó sanh ra từ cái trạng thái tâm. Qua trạng thái tâm mình sẽ thấy cái hình ảnh, tức là mình sẽ thấy cái niệm. Qua niệm đó mình biết về cái này quá khứ hay hiện tại vị lai. Và mình trong đó mình sẽ thấy về cái thời gian, tức là mình sự nhớ lại. Và mình sẽ thấy không gian hình lượng là cái hình bóng nó nổi lên, cái vũ trụ tính nó nổi lên trong lòng. Cho nên chỉ một điều đó thôi mà mình có thể đưa ra rất nhiều cái khía cạnh. Ví dụ mình nói thì về thời gian, mình hiểu về thời gian, hiểu hiểu cái này là thời gian thật, chứ không phải là hiểu hiểu cái tính chất thời gian đo đạc như là mặt trời, mặt trăng, đồng hồ hay là sự co giãn của Phật. Nhưng mà thời gian này nó giống như thời gian của Krishnamurti vậy. Tức là thời gian của ký ức và của cái tính chất phiền não. Đây là một sự mong cầu nhớ lại, sự chối từ hay là sự chấp nhận tất cả. Nó đều nằm trong. Vì thế cho nên cái thời gian này nó đưa đến già chết. Nó co giãn, nó cọ sát. Nó cọ sát không phải là thời gian cọ sát, nhưng mà chính là cái không gian hình lượng bên trong. Nó tạo thành vô số cái hình lượng đó, nó chập chờn. Mà cái nhân nó nhỏ như cái, cũng như một cái hạt nguyên tử vậy. Cái này là chúng ta học nó giỏi về cái thuyết lượng tử đó, thì chúng ta mới thấy những cái sự hình thành của tất cả cái đơn vị kia bằng trước cái nguyên tử nữa, nó thành ra vật chất và tính chất, nó tạo thành cái tâm thức của chúng ta, nó dao động, nó lắc lai, nó tạo thành hình ảnh. Và cái hình ảnh đó đến một lúc mà nó thô bạo nhất, nó tạo lên những cái hình và những cái gọi là cái khái niệm ngôn ngữ này kia. Không phải là chúng ta, nhưng mà nó đi đến những cái vùng nào đó của não trạng. Và chúng ta nói tôi nghĩ, tôi mới nhớ này, tôi nghĩ. Nghĩa là tôi biết rồi. Và tôi thấy như vậy, tôi nói như vậy. Thực sự chúng ta nói sai, không có dính dấp gì tới ta cả. Những cái đó nó đến và nó đi. Cho nên do như vậy chúng ta biết rằng chúng ta thấy được niệm, thấy được vô niệm. Và chúng ta biết cái chỗ đó, cái chỗ mà nói đó, tức là cái chỗ cấu trúc của cái hệ tư tưởng. Bây giờ chúng ta có diệt cái tư tưởng, chúng ta có làm im ắng cái tư tưởng cũng như im ắng cái cảm thọ để chúng ta chứng quả đi nữa, nhưng mà chúng ta không thấy cái này thì chúng ta không thấy được các cái pháp nó cấu thành như thế nào, tức là không thấy cái sự chứng đạo của mình từ đâu. Vì thế cho nên mình không biết cái thọ tưởng hành thức, tức là cái ngũ ấm của mình từ cái tư tưởng đó mà mình sai lầm, mình nói có cái chủ thể, thực sự tất cả nó đi đến cũng như một cái không gian mênh mông mà tự nhiên một cái áng mây nó là đà là nó đi đến đó. Và vì cái không khí, không gian của không gian nó từ cái lửa nước, cái diệt, cái tất cả tứ đại, và nó hiện ra một áng mây. Áng mây đó nên là thành hình ra một con người hay là một con chó hay là một cái gì đó. Và cái không gian này là một cái không gian ma quỷ, cái không gian nó trở thành linh động rồi. Nó nói tôi là con ma, tôi là ông thần hay tôi là gì đó. Cho nên ngày xưa thiền sư Mẫn Giác có làm một cái tập thơ gọi là không gian thành chiếc áo đó. Cho nên trong cái tính chất đó, nghĩa là thiên thượng phù văn như bạch y, tu du hốt biến với thiên cẩu. Trên trời như đám, nó hiện như đám mây trắng, trong chốc lát nó biến thành con chó, nghĩa là chạy quá, chập chùng thôi. Tất cả những ảo ảnh đó chúng ta gọi là cái tôi, nó không dính dấp gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thiền quán, không thấy được điều đó,
thì chúng ta không thể nào bỏ dở, thì chúng ta nói mày phải vô ngã đi, mày đừng có bản ngã quá, đừng có nói tôi là đâu có tôi. Mình nói vậy thì đúng, nhưng mà thật sự mình không không thể chứng, không thể thấy được. Còn bằng cách mà mình thấy như vậy thì thật sự mình chán ngấy, mình thấy mình mắc cỡ, mình không có cái gì là của tôi hết cả. Cho nên mình không có tôi và không có của tôi. Đó là con đường mà đi vào cái giới hạn mà Đức Phật chấp nhận thành tựu Đức Lợi Phật dạy đó. Đó. Cho nên do như vậy, rồi mình thấy những cái sóng nó giống như hoàng hôn, nó giống như mờ đục mà nó chập trùng, nó ảnh hiện giống như trong một cái không gian tù chứ không phải là không gian mở, tức là trong cái tâm của mình đó. Và những cái sóng đó nó là đà hoặc là nó mênh mông và nó tạo ra một cái sự ảnh hưởng của rung động. Và cái đó là một cái cảm tính, nó làm như là mình buồn hay là vui, hay là một cái, nhất là những cái mình gọi là ham muốn đó, hay là cái sự ham muốn đó. Đó là một sự nhớ lại, một sự nhớ lại và nó rung động, nó tạo thành một cái sự hấp dẫn giữa hai chiều. Ví dụ như bây giờ một hình ảnh một người nào quen thuộc hoặc người nào trước kia nó thoáng qua mình mà mình không có thấy đó, nhưng mà mình cảm thấy sao mình buồn, mình nhớ, rồi mình nhắm mắt mình ngồi mình nhớ tới người bạn hay nhớ tới người bố, người anh gì đó của mình cảm thấy nó buồn và mình nhớ, mình muốn gặp. Khi mình sanh ra cái muốn đó thì gọi là dục, nhưng mà thật sự không có phải mình muốn, đó là cái lực thu rút của gọi là thọ ấm. Cho nên mình nhớ cái gì đó cũng là mình nhớ cái thọ thôi, chứ thực sự không phải là mình nhớ cái người đó. Bởi vì nếu không có thọ thì cái hình ảnh đó nó trở thành vô tư, nhưng mà trong cái có cái thọ, cho nên hình ảnh ví dụ như bây giờ một đoàn người đi qua trước mặt mình đó, mà bỗng nhiên mình nhớ tới người này và mình vãi vãi mình kêu và mình biết đó, bởi vì người này nó có liên hệ, nó có cái dính dấp tới mình ở trong thời gian. Rồi bây giờ mình lâu quá mình gặp người đó, tức là mình thấy nó nổi bội trong tâm mình, thì mình sẽ có cảm giác nó nhiều hơn. Mà đầu tiên mình thấy người đó mình có cảm giác nhiều hơn, cho nên gọi là mình thương, mình nhớ, mình thọ, gọi là nó có cái thọ hỷ lạc. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta nói cái từ cái nó biết mất hết rồi. Thành nếu mà chúng ta chưa nói cái từ mà chúng ta thấy đó thì gọi là chúng ta mới thấy pháp được. Cũng như cái cậu hồi sáng đó, cậu chỉ lên đây cậu hỏi một câu thôi, mà tôi nói một câu là cô rất hoan hỷ và cô thật sự là cô hiểu. Tôi nói vậy là chú từ Nghệ An vô đây, từ ấy vô đây, ở Nghệ An Hà Tĩnh để hỏi cái gì, để làm gì mà đi sáng vậy. Cô nói cô muốn hỏi một câu thôi. Hỏi câu gì cô nói cũng muốn biết cái đăng là cái gì, thầy nói không biết. Thì tôi không nói vậy, tôi chỉ đưa cái này thôi. Tôi không nói. Tôi hỏi hiểu. Thì cậu ta cũng hơi ngập ngừng một chút, nhưng mà cậu ta cuối cùng đâu. Tôi nói như vậy đó, như vậy là cũng như thấy hay là biết. Cậu nói là thấy. Thấy rồi, nó. Còn khi mà mình nói biết đây cái gì, tức là trong đầu mình biết đây cái sai, tức là biết cái giả danh của nó là ngón tay. Nó không dính dấp gì tới ngón tay, nó đâu có phải là ngón tay đâu. Nhưng mà mình bị cái từ đó, cái âm thanh đó, nó nhập vô đây. Cái âm thanh đó là cũng giống như ma quỷ, nó nhập vô đây, thành cái này nó linh, nó thành danh. Nó thành cái danh, ví dụ nó là tự nhiên vậy mà nó lên cái chức gì đó, chức ông, chức cha gì đó, thì nó thành danh. Nhưng mà thật sự, mình phải thấy sự vật như cái đang là, như cái thực tại, như chân lý, tức là cái nguyên lý của cái chân thật nhất khi mình nhìn. Và con mắt của mình lúc đó nó cũng thanh tịnh, mà tất cả sự vật nó cũng tức không tức sắc. Nghĩa là một điều đó mình quá giải ra, là sau này tôi thấy như vậy là cái này là cái gì? Thì cậu ta cũng nói ngón tay. Rồi tất cả cái này là cái gì? Cũng là ngón tay. Nghĩa là có thể mình nói một cái đó thôi. Còn nếu nói cái gì thì nếu mà nói được cái viết thì đây cũng là cái viết đi, bởi vì mình mượn cái tay mình nói thôi, chứ còn nó không là cái gì cả. Và mình thấy cái không là
Ví dụ như khi mà thầy đưa đó thì cái tư tưởng nó giết cái trong á, nó không có còn lai lát nữa thì nó ngộ chỗ đó chứ không phải là giải thích gì. Thì phải rồi. Đưa ra. Rồi cái thầy cái tư tưởng anh dừng rồi. Cái anh sững cái chỗ đó thôi. Thì chính đó là một cái sắc na của thầy hiện lượng, nó không có phân biệt. Thì phải rồi, nó chưa qua cái tỷ lượng, cái tự so sánh, cái tính chất mà mình sanh ra một cái niệm. Mà cái niệm này tức là cái tính chất mình đã đồng hóa cái danh vào thực. Cho nên trong duy thức đầu tiên người ta nói danh thực lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Cái danh và cái thực nó khác nhau như trời với đất, như là không gian với lại cái hiện tượng về vật chất. Nó không dính nhau. Nhưng mà chúng ta lại nhầm tưởng cái tính chất đó. Cho nên chúng ta đưa nó thành ra một một cái mà cố định, một cái chết cứng. Vì thế cho nên cái người đó ngồi hồi thì chúng ta hỏi đi đâu rồi. Hoặc là gần hay xa, hoặc là người đó mới hay cũ. Nghĩa là từ cái đó nó sanh đủ tư tưởng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được một cái từ đó, thật sự nó còn không phải chữ đang là nữa. Cho nên tôi mới hỏi như vậy là con thấy trước hay là con muốn nói trước. Nó khi thấy thì nó không có cái nói, nó đúng như vậy đó. Bởi vì khi thấy thì còn gì nữa. Bây giờ mình nói vớ vẩn, mình nói tầm bậy, nhưng mà đây là cái chỗ mình muốn gặn cái pháp. Bởi vì chú này cũng có muốn nghe pháp thật sự, một người chân thật muốn hiểu pháp. Tôi nói muốn đến đây để hiểu cái gì, muốn tìm cái gì. Chú nói con hiểu, muốn hiểu một cái từ mà thầy nói nó chưa rõ ràng. Tôi tự gì hỏi tự đương là. Thì cái đó tôi nói hằng cả chục lần rồi. Thì nói vậy thì tôi cũng nói, tôi muốn nói hỏi gì thì tôi đưa cái đây. Thì tự nhiên chú có cảm thấy hiểu. Tôi thấy, thấy không? Nó thấy. Nó có cái gì thì nó thấy. Bởi đã thấy rồi thì nó là còn cái gì nữa. Cho nên thấy chỉ là cái thấy. Bởi vì chỉ là cái thấy cho nên mọi vật nó chỉ là. Cho nên chính nếu mà nó có cái ngã thì cái ngã này là cái đại ngã, tức là cái bản thể của vũ trụ. Tức là đó gọi là I am that. Chính là Mara muốn nói về cái chỗ đó. Mà cậu ta cũng có đọc I am that, I am that. Có đọc Krishnamurti, cũng có đọc nhiều, rất nhiều sách nước ngoài. Đó. Cho nên do như vậy thấy không? Chúng ta, cái pháp là nó ngộ thì nó mới xóa được cái danh. Nó xóa danh thì nó mới vượt qua cái tướng. Tức là khi mà thấy nó thì cái thấy đó nó quan trọng. Bởi vì nó cái thấy nó không có thấy cái gì, cho nên nó không có cái sở tri, nó không có khách thể. Cho nên nó ly tiền trần là chỗ đó. Ly tiền trần mà nó phân biệt được, nó thấy như thấy. Tức là nó hữu phân biệt tánh, tức là nó thấy được đó là chân như. Khi mà ở trong cái tâm chân như thì thấy cái gì cũng chân như. Nhưng mà mình dùng không thể, mình không nói được. Ví dụ người ta nói đưa cái gì đó, đưa cái, tôi mượn cái viết thì mình phải đưa cái viết. Thì bởi vì mình biết cái nghiệp của con người. Hay là đưa cái cây thì mình đưa cái cây, đưa cái ly, mình đưa cái ly, mình biết. Nhưng mà thật sự trong tâm mình nó là vắng vẻ, nó là không có niệm. Từ cái không có niệm này mình nhìn ra thế giới, mình thấy nhiều cách lắm. Mình thấy một là nó trống rỗng, hai là mình thấy tất cả nó như chính nó. Tức là mình không, trong tâm của mình nó không còn cái quan tưởng nữa, nó còn không sanh chuyện nữa. Và trong con người thì mình thấy, ví dụ như bây giờ thầy nhìn thấy tụi con ngồi đây đó, đó có thấy không? Lấy cái đài sai lên chút đi, cho nó thầy khỏi ngượng. Cứ nhìn vô mặt hoài. Ví dụ bây giờ thầy hỏi là thấy cái gì đó. Thì bây giờ giả tiên ước tiếng là cô nói Phật đó. Thì thực sự thầy cũng gật đầu. Mà nói Phật tử đó thầy cũng gật đầu. Mà nói chúng sanh đó thầy cũng gật đầu. Nói ma đó thầy cũng gật đầu. Bởi vì nó không là gì cả. Nó chỉ là cái từ thôi. Vì thế cho nên ai nói cái gì nó cũng trúng cả. Ma tức là ảo. Tức là quyển. Nó có cái tính chất là quyển quá. Tức là các pháp như quyển.
Còn Phật tử là nói theo tôn giáo. Còn Phật là nói cái điểm cuối cùng như là cái thực thấy, cái bởi vì tâm Phật chúng sanh tất cả nó đều là cái chỗ giác. Khi mình thấy ở trong cái giác thì tất cả các pháp nó đều là giác, nó đều là cái tính chất của pháp. Tức là nó giống như là pháp thân. Chứ nó không có cái sự riêng rẽ để của cái sự tri thức nữa. Cho nên tất cả Phật không phải là sẽ thành, đang thành, mà có lẽ là nó đã thành. Khi mình thấy đúng như vậy thì nó là đã thành. Nhưng mà nó cũng không có phải đã hay là sẽ thời gian, mà đó là mình thấy cái bản giác. Nó như thế thôi. Ví dụ như bây giờ một vị Phật không phải hóa thành 32 tướng tốt, mà hóa thành một con người, hay là hóa thành một Đức Bồ Tát, hoặc là một chúng sanh nào đó, thì cũng là Phật thôi. Bởi vì 32 tướng tốt thì ví dụ như Chuyển Luân Thánh Vương người ta cũng có, hoặc là Ma Vương nó hóa ra cũng được, nó đâu có đúng đâu. Còn cái giác thì chỉ Đức Phật biết thôi. Nhưng mà tất cả các tướng đều đồng nhau đó. Cho nên do như vậy chúng ta, khi mà chúng ta mở được cái tâm ra, thấy được cái như thật rồi, thì tất cả nó đều dung hợp được tất cả cái âm thanh ngôn ngữ, nó kỳ diệu. Và trong đó cho nên cậu đó một hồi thì cậu có thể bày tỏ nhiều cái sự phát minh ra cũng tốt. Tôi nói vậy thôi, đi về không cần biết thêm cái gì nữa hết cả. Bởi vì từ đó mình sáng tạo ra thôi. Mình thấy người ta, ví dụ như bây giờ thấy cái đó, thì bây giờ mấy người đây ngồi khuya thì tôi cũng vậy thôi. Mà bây giờ ngồi đứng dậy đi cũng vậy thôi. Tôi không có thấy cái thời gian. Và người này nó quá thành người kia, nó lộn xộn gì đó, tôi cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì trong cái thấy của mình nó dừng ở trong cái điểm thấy. Còn cái sở tri, cái khách thể đó, cái tướng ngoài đó, bởi vì bất cứ hiện cái gì thì nó cũng thấy như cái thấy. Còn cái thấy mà đây là người, đây là đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, tuổi tác, hay là thôn, làng, xã, đồ này kia đó. Thì cái thấy này nó khác. Cái thấy này thì là cái thấy của sanh già bệnh chết. Cái thấy của sanh tử, bởi vì cái thấy của sự sai biệt. Cái thấy của thức biến. Mà từ cái thấy đó mình sẽ điên đảo dữ lắm. Cho nên khi mà bắt đầu mình thấy được cái thực tính, thực tướng của Pháp rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó trở thành lặng lẽ. Mà mình không tu gì cả, tự nhiên thôi. Rồi tất cả các Pháp nó tự hiện ra. Ví dụ như nó niệm, vô niệm, cái gì mình thấy vậy. Cho nên người ta nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu 100 năm, 1000 năm, nhưng mà ngộ chỉ chừng một cái khoảnh khắc như khải móng tay thôi, là nó hoàn hảo. Cho nên ngày xưa người ta mới bỏ hết, người ta mới tu, mới ngộ. Khi ngộ rồi thì mình sống thế nào cũng là mình tu. Còn nếu không ngộ thì mình tu thì thật sự mình chỉ có được cái nhân quả. Ví dụ sanh trời người hay là sanh chỗ này chỗ kia, chỉ trừ mình sanh cực lạc thì có cái khả năng của chư Phật, chư Bồ Tát ở đó, thì mình cũng như là đồng như ngộ. Hay là mình gần gũi, ví dụ sau này mình sanh ra đồng ở thời với Đức Phật Di Lặc, mình được chiêm ngưỡng một cái vị Thế Tôn mới ra đời, thì tự nhiên cái duyên đó nó cũng là cái duyên, nghĩa là mình giải thoát từ đó. Cho nên nói nó xa cái chỗ này. Cho nên mới nói là ví dụ như cái sự tiêu cực ở trong cái tính chất cái biệt giải thoát, hay là cái tính chất giải thoát trong cái tịnh giới và cái biệt giải thoát của giới Bồ Tát, tức là để trừ tất cả điều ác, còn phải làm tất cả điều lành, gọi là thiện pháp giới, và nhiêu ít hữu tình giới là phải hóa độ hết hữu tình,
mà không phải là quá độ hết Phật. Cái nguyện lực đó nó có trong chủng tử rồi. Tức là một người tu là một người cũng giống như là một người mà đi du học, thì mang hết tất cả gia đình và đất nước ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình một ngày nó thành tựu rồi thì mình phải trở về mình phục vụ cho đất nước hay cho gia đình hay cho cái người thân mình. Tức là mình, cái người đó là cái tâm nó rộng lớn. Nó có hiếu, có nghĩa hay là có gì đó. Còn một người mà khi mà đậu rồi cái thì ta đi làm ăn chơi hoặc này kia để mà thỏa mãn thì cái ý đó nó khác. Nhưng mà hai người cũng giống như là phát tâm đi học. Nhưng mà cái khi mang cái tâm trạng đó thì nó khác nhau. Một người thì chỉ vì bản thân thôi, nó trọn vẹn bản thân. Cũng giống như đi học hay là đi lập nghiệp. Còn một người thì mang cái tính tắc thân thương của quê hương, của giống nòi, của cha mẹ, của anh em gì đó. Nó đều mang trong lòng cái điều đó. Cho nên hai cái nhân đó khác. Thành khi một người thành tựu mà họ trở về họ làm được thì họ giúp ích được rất nhiều. Còn người kia thì họ chỉ có thể là kiếm tiền thôi. Và nó đủ cái thời gian để mà họ có khả năng để sung túc. Cho nên cái sự phát tâm ban đầu cho đến cái quả về sau nó phù hợp lẫn nhau. Nó rộng hẹp khác nhau. Cho nên các ngài còn phải làm tất cả điều lành, điều thiện vân vân. Đó là nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên những cái hạnh mà nhiêu ích cho tất cả chúng sanh, Bồ Tát không bao giờ nghĩ đến riêng mình cả, mà lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh. Còn về chữ nhẫn thì hay là nhẫn nhục đó, thì phải tu cho đến cái mức ba la mật. Tức mà không phải là cái nhẫn, nhưng mà giả tỷ người ta có làm hại mình thì hoặc là mình có cái tình thương ngược lại, hoặc là mình cảm thấy cái thân của mình nó trống rỗng, hoặc là mình không sanh tâm gì cả, hoặc là mình bằng lòng chịu cái quả báo hay là cái nghiệp hay gì đó mà mình không có cái tâm nhẫn. Cũng giống như là đứa con mà gặp cha mẹ mà đánh đòn thì nó không thoáng quán gì cả, mà nó không phải nhẫn, và nó yên lặng và nó chấp nhận điều đó. Nó hòa tan ở trong cái hành động của người mẹ dạy dỗ hay sau đó. Bố thí cũng phải bố thí ba la mật, tinh tấn cũng vậy. Nghĩa là cái gì nó cũng đến cái rốt ráo. Cũng như thiền định thì cũng thiền định ba la mật. Bồ Tát không chỉ thuần tu không quán mà còn phải tu cả giả quán và trung quán nữa, trí tuệ. Và trí tuệ đại bát nhã ba la mật chứ không phải trí tuệ nhất thiết của thanh văn. Bồ Tát còn những độ sâu hơn nữa là độ nguyện độ, độ phương tiện. Phương tiện độ đó là độ lực và độ trí mà bên thanh văn hoàn toàn không có ý đó. Trong kinh thường có một câu nói, câu mà quý vị cần nhớ, đó là nhất tâm tam quán. Cái câu này thì trong các kinh luận đại thừa thì hay nhắc tới. Tức là chỉ có một cái tâm mà có thể quán được ba cách. Thì đạo Phật dạy rằng tất cả pháp đều tùy sự, gọi là tùy sự lắc lai của tâm thức. Tức là tất cả những cái rung động mình nhích một chút xíu nó thành khác rồi. Trong cái thức của mình đó, nếu mình để ý thì mình thấy cũng vậy. Cũng như mình đối xử một người chưa đến cái nghĩ mà mình thoáng qua là mình đối xử người này khác, người này khác, người này khác. Và mình làm một việc cũng vậy, mình người này làm cái này. Cái hành động thì nó giống như giống nhau, nhưng mà cái ý nghĩ, cái chỗ mà để mà phát ra cái hành động đó, để mà thực hành điều gì đó thì trong cái ý nghĩ cũng khác nhau. Cho nên nó gọi là cái sự lắc lai ở trên đầu của một niệm đó. Cho nên nếu quán lâu bền một vật có thì tự nhiên nó có. Nếu quán không thì nó trở thành không. Nếu quán vật cứng chắc lù lì đến đâu chỉ nữa. Hoặc nếu quán cao hơn nữa là chẳng có chẳng không. Tức là giống như mình quán nhiều quyển, như quyển quán này kia, nó không phải có không phải không. Nhưng mà nó là ảo,
nó cái tính chất đó. Thì sự vật trước mắt ta đều như quyển cả. Cho nên cái này có một lần mà tôi kinh nghiệm đó. Là hồi đó tôi bị vô ở trong quân lao. Tôi ngồi trước cái chùa, trong đó nó có cái chùa nhỏ chút á. Người ta cũng giao cho tôi ở chùa. Cái chùa đó tôi ngồi trước đó, tôi tụng cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm đó. Và tôi có cái kinh nghiệm về cái thế giới nó như quyển. Thì bởi vì trước đó tôi tụng cái phẩm Dạ Ma Thiên Cung á. Thì cái bài đó là nó rất thích. Giờ nó nhớ chừng nửa bài. Như là tôi cứ nhắm mắt tôi tụng thuộc lòng thôi. Có trời đạo lợi có thiên cổ, từ nghiệp báo trời mà sinh ra. Lúc biết chư thiên hâm phóng vật, tự nhiên trên không văn tiếng này. Tự nhiên trên không văn tiếng này, tất cả ngũ dục đều vô thường như bọt nước kia về hư giả. Tất cả giường mơ như ánh nắng, như trăng trong nước như mây trôi. Ngũ dục là quán, là khổ não, là đường sanh tử chẳng an vui. Tâm thập tâm thiên nghe tiếng trống, cùng dắt nhau lên thiện pháp đường. Đó là nói cái cảnh mà chư thiên, nghĩa là họ vui chơi quá độ đó, ở trên đó. Đây là quả trời Dạ Ma, nghĩa là nó gần như trên đâu xuất mà trên cả đầu lợi thiên nữa. Thì ở trong đó những người đó là xưa đó, họ ở này họ hay nghe pháp, họ thích pháp. Nhưng mà họ chưa giải thoát, họ nhờ cái pháp đó mà họ sinh lên trời. Cũng như bây giờ mình nghe pháp nè, thì cái công đức pháp này nó cũng được sinh lên chư thiên. Cái đó là nhân quả thật ấy, chứ cái nghe pháp cũng giống như là nghe danh hiệu Phật vậy. Nó có cái công đức bí mật lắm, bởi vì nó bung ra, nó làm xoa dịu tất cả những cái niệm ở trong tàng thức của mình. Mà cái niệm pháp này nó rất là chói sáng, nói vậy đó. Cho nên khi mà mình sanh lên trên đó rồi thì tự nhiên cái tâm của mình nó vẫn còn thiện ở trong cái pháp duyên của Phật. Cho nên tự nhiên ở trên trời đó nó có cái tiếng trống, lúc đó mình buông lung, mình chơi, mình không, nghĩa là mình quên mất rồi. Cái thiện thì nó có, nhưng mà ở nó phía dưới. Còn cái tâm, nghĩa là quan lạc, thì nó sanh lên để nó phù hợp với cõi trời đó. Mình chơi thì tự nhiên có cái tiếng trống trời nó vang lên bằng cái âm thanh đó. Cũng giống như là mình đánh một bài nhạc quốc ca vậy đó. Mà người ta có cái duyên đất nước biết đó, thì nghe cái bài nhạc đó là mình biết cái bài nhạc của đất nước mình rồi. Thì tự nhiên mình đến mình chỗ đó, mình để tập trung, mình chào cờ chẳng hạn vậy đó. Thì ở trên trời đạo lợi vậy đó. Thì có lẽ là tôi ở trong cái lúc đó cũng giống như mình bị đọa đó. Mình bị đọa, nhưng mà mình cái phước của mình không đến nỗi mình khó khăn. Cho nên mình vẫn thung dung ở trong đó, chỉ mình bị quản thúc, mình không đi ra được thôi. Cho nên tôi ngồi tôi tụng thì tự nhiên khi tụng một hồi thì tự nhiên thấy cái cảnh này á, tự nhiên giống như nó biến mất hay sao á. Nó có một cái làn sương mù, không phải là sương thiệt mà giống như con mắt mình nó hay mù, nó sương. Thì mình thấy những cái người đi qua đi lại đó, nó giống như là trong mơ, trong chân chim bao à. Hoặc là nó, cho nên có ở trong đó mới có mấy cái cô mà họ đi gánh đồ tù, gánh đồ thức ăn dư để về cho heo, chứ đồ họ đi ngon qua lại. Họ vô gánh đồ rồi họ đi ngon qua, mà tôi thấy tôi cứ, họ đi từng người này người kia đó, tôi thấy nó lạ sao mà không như mình thấy. Nó vậy đó. Nó cũng như giống như hồi đó tôi một hai lần tôi thấy ma chi đó, thì nó cũng thấy như vậy đó, nó thấy người đó. Mà sau đó thì tự nhiên hết tụng một hồi thì nó dứt, thì mình thấy lại sự thật con mắt mình đó. Cho nên mới nhớ lại hồi đó ông Nam Mật Ti, ông mới nói một, có một lúc ông thấy cái thế giới này nó trắng xóa ấy, và nó như là một cái làn sương độc mà thấy tận suốt ấy. Và khi ông chết ông cũng nói vậy, hôm nay tôi sẽ đi vào một cái vùng sương mù, tức là ông đi vào pháp giới đó. Ông nói với bà Bu Bun đó. Cho nên do như vậy những người tu không phải là người ta tưởng tượng, không phải là người ta nói để giảng lấy cái lý lẽ này kia, nhưng mà thật sự người ta chứng. Ví dụ mình thì mình mới hé một xíu xíu thôi, chứ mà thật sự người ta chứng được như quyển quán rồi đó thì khỏi có nói. Cái chuyện đó nó có thần thông luôn nữa. Nhưng mà mình chỉ mới hé một chút xíu thôi, mình chỉ mới dòm thấy. Cũng giống như mình đi ngang qua cái rạp hát mà mình dòm nó kẻ, mình thấy thoáng một chút xíu thôi. Cái chừng như vậy đó. Cho nên vấn đề học đạo nó cũng vậy đó. Mình mở ra một chút xíu thì mình đã thấy khác rồi. Cũng như mình có một chút trí tuệ là mình có thể kêu mình giải mã được rất nhiều vấn đề.
Mình hiểu được một từ là tất cả những từ khác mình hiểu hết. Cũng giống như mình hiểu cái từ, chẳng hạn như từ sở tri, thì mình biết được tất cả những cái tính chất cố chấp về tư duy, về tư tưởng, về pháp tu, về cái gì ở trong lòng của mình đó. Đó là nó cái sở từ trước kia mình có cái năng để hình thành cái sở, cái hình thành ra cái sở. Và cái biết về cái sở, cho nên gọi là sở tri. Vì thế cho nên nếu nếu mà mình biết phần nhiều là mình biết theo cái danh và cái thực. Nhưng mà danh thực thì nó lẫn lộn. Cái thực là cái không tên mà mình thấy đó, mà cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình nó còn cái danh thì mình thấy theo cái đồ vật. Cái này là người tên này tên kia, hay là con trai con gái, hay là tất cả, hay là cái cũng như mình thấy đây là cái nhà cái cửa, hay là đất đai không gian thời gian, nghĩa là mình thấy theo cái chỗ đặt tên. Vì cái chỗ đặt tên này cho nên nó xóa lần lần đi những cái nét quan sơ của thanh tịnh lúc ban đầu. Mà trong cái tên này nó sanh ra đủ cái thứ phiền não, và nó đủ cái thứ sai khiến, đủ cái thứ thay thế, nghĩa là dời đổi. Và mình và cái nguy hiểm nhất là cái mà trong tâm của mình nó trở thành niệm, trở thành vọng tưởng. Vọng tưởng là cái âm thanh chứ đâu có gì, nó là những âm thanh chìm ở bên trong. Mà từ cái đó rồi cái mình thấy khóc, thấy thế giới này nó thành ra thế giới hữu hạn, nó không còn cái vô cùng vô tận nữa. Và mình thấy con người nó sẽ cũng trở thành cái sở hữu hay là một cái gì đó thân xa. Và mình thấy ra thời gian đến đi chờ đợi đủ thứ, nghĩa là nó sanh ra đủ thứ. Cho nên nếu mình chỉ được một cái không tên thôi, một cái đang là thôi, rồi bắt đầu mình sẽ dò được, mình thấy được cái vô niệm. Khi mình thấy cái vô niệm thì mình thấy được biết là đây là tánh biết thật sự. Nếu mà không có tánh biết thật sự thì cái vô niệm nó cũng không sanh được. Nó sanh mà, cho nên chính cái biết đó nó như là cái mặt tiền ở trong vô niệm. Đó, cái tần số nổi của đó. Cho nên nếu mình biết nhưng mà mình không phải là biết cái gì, thì cái sự sáng tỏ và cái sự xác định của tâm vật đó mà nó không có tên thì nó gọi là vô niệm. Còn nếu không có tính biết thì nó là niệm. Tất cả sự vật nó xảy ra, nó động chạm với cái xúc, cái nội xúc thọ của mình ở trong tiềm thức đó, thì nó sanh ra cái dữ liệu, dữ kiện. Nó sanh ra cái nhân chứng, vật chứng ở trong đó. Rồi mình cứ như vậy mình làm căn bản để tồn tại ở trong cái tính chất đó. Rồi mình tự nhiên mình cũng thấy mình già chết, mình lớn, mình nhỏ đủ thứ cả. Cho nên nó thật sự bây giờ đó tôi ít có thấy chuyện. Nếu mà ai kêu tôi một thằng bé thì thật sự tôi cũng vui nữa. Tôi cũng thấy vậy đó. Tôi cũng thấy khó khăn gì. Bởi vì tôi thấy cái từ đó nó ngốc nghếch, nó chỉ theo một cái mà nó gọi là gì đó, kiên định, cố định, vọng tưởng, hay là cái gọi là nó thuộc về một cái sự khẳng định của thức, tức là định kiến. Cái từ định kiến tức là kiến thức, cái kiến trí, cái kiến của mình nó bị một cái sự cố định của âm thanh. Cho nên bây giờ ai nói tôi ông thầy tu thì tôi nói phải, nhưng mà thật sự tôi là ông trồng rừng thì nó cũng phải, còn nói tôi là cái ông đầu trọc cũng phải, nói cái gì tôi cũng thấy cũng phải cả. Mà nếu nói tôi là cái người vu vơ nói gì thì người ta nói, còn tôi thì tôi đâu thấy gì đâu. Cho nên lần lần mình thấy mình tự thoát ra. Rồi nói ông đang sống thì tôi nói phải, họ nói ông đang chết tôi cũng thấy đúng. Bởi vì tôi cũng có chết từ ở trong này nè. Và nó đang chết. Cho nên vì thế cho nên nếu bây giờ tôi ngã ra tôi chết tôi không thấy gì quan trọng ấy. Thực sự nó gần như tôi thấy, cho nên tôi là phá cái chỗ đó. Tôi nói sao mình nói hoài mà chưa ngã ra mình chết liền đi, cho nên mình coi chút. Cho nên mình muốn đón một mùa xuân. Ngay cả một mùa xuân địa ngục cũng được, mà mình phải thấy nó. Cho nên con người phải thấy, phải mục đích thì gọi là thấy pháp. Thấy pháp thì thật sự mình gọi là chứng pháp. Và mình trở ở chỗ đó mình tự tại. Chỗ đó mà mình giải, tức là mình mở, mình thoát ra khỏi tất cả những
con người là bị tọ trong cái tư duy chẳng có gì cả. Mưa nói nghe không? Hả? Cũng nghe. Con nghe mà chắc mấy vị sao không nghe được. Cho nên mai á, rút điếm kiếm cái loa đi, có cái micro đó, cứ làm sáng đừng nói không nói là do thầy. Làm sáng cái bộ đồ mà để mà nói, có gì mình nói. Cái mô cái micro rồi mình bắt cái ô bật lưa nữa. Mua cái bật lưa mới truyền qua cái bộ. Ở trong chùa hồi đó có thấy rồi nấy kia. Có mấy lần sĩ nó mua hoài, nó mua rồi bỏ hai ba cái rồi. Mua bỏ đâu đó. Mưa về nói nó nghe không rõ. Ở trong này thì rõ. Hả? Sư ông nói thì ra tu đây rõ. Còn mấy vấn đề mà em nghe lại thì nghe. Dạ. Cho nên mình giải thoát á, là giải thoát trong cái đầu óc của mình á, thì tự nhiên ngoài nó, ra ngoài nó không có dính dắt gì cái giải thoát ấy cả. À, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ mình ăn thì tự nhiên nó là đưa cái vật thực vô, nó tiêu hóa tất cả bộ phận nó, nhưng mà nó không phải là mình dính dắt gì, nhưng mà mình tham ăn hay là không tham ăn. Nhưng mà mình tham ăn là bởi vì mình không hiểu cái xúc và cái cảm giác. Bởi vì ăn thì mình chỉ thấy cảm giác thôi. Còn nếu mình không thấy cảm giác, mình không thấy cái thọ ấm á, thì mình nói là mình tham ăn, hoặc là mình nói mình tự do, hoặc tôi nói tôi ăn chỉ là vì này kia thôi chứ tôi. Còn nếu mình thấy được cái thọ ấm rồi thì thực sự ăn không ăn nó cũng vậy. Là bởi vì nó chỉ có cái cảm giác sanh và không có cảm giác, và cảm giác đó là khổ hay là vui. Ví dụ mình ăn đồ ngon hay là này kia thì mình cảm thấy nó thoải mái, nó có cái gì đó phấn khởi, gọi là vui, gọi là lạc thọ. Còn mình ăn cái đồ dở hay là cái gì đó thì mình thấy nó khổ thọ, nghĩa là nó, cho nên mình chỉ thấy cái khổ hay là lạc khi nó chạm vào trong người mình. Vì thế cho nên do như vậy đó, cho nên mình chỉ giải quyết là giải quyết cái chỗ cái giáo lý nội hàm ở bên trong, nội tâm bên trong thôi. Cho nên do như vậy Đức Phật dạy là thực sự cực chẳng đã lắm, bứ dạy hình tướng, chứ thực sự dạy thiền ý thân là dạy để cho mình ngộ. Cho nên ngay có 37 pháp phẩm trợ đạo cũng vậy, thì do như mình chỉ là quán tưởng thôi. Ví dụ niệm trạch pháp như là hỷ khinh an định xả, ví dụ tâm thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực vậy. Thật sự là thể một cái người mà có cái chỗ mà cũng như chuyên cần hay là cần mẫn ở trong cái sự tu học, thì khi nghe đó mình tự nhiên mình tạo ra cái cảm xúc và mình biết ra. Chứ thật sự khi mà mình biết đó, nó cũng mình hiểu đó, nó cũng gần như là mình thấy. Cũng như là bây giờ, ví dụ như bây giờ có lần tôi nói với một sư ở bên Miến Điện, sư đã dạy thiền, sư có đến đây ở dưới Viên Không đưa lên sư Viên Không, mà sư đó thật sự ngài cũng cầu kiến lắm, cũng học thức, bởi vì ổng là một giáo sư, rồi sau ổng mới tu và ổng trở thành một vị thiền sư dạy, ổng để cái danh thiếp mà tôi bỏ đâu đó. Cho nên tôi mới nói về tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì ông cũng có quan hỷ lắm, nói cái này là rất là quý, rất là cao siêu gì đó. Mà tôi nói thật sự một cái chỉ một từ thôi, bởi vì nói hai từ vậy để mình quán, chứ mà thật sự một từ và nó mất cái từ đó đi, ví dụ thân trên thân, thọ trên thọ, tâm hai pháp, cái từ thứ hai đó là để chỉ cái sở tri, chỉ cái khách thể. Còn cái từ thứ nhất á, là để mình ý thức. Để mình ý thức, cái ý thức để quán, nghĩa là cái chủ thể, quán cách thể, mình tạo ra cái chủ thể, quán cách thể. Nhưng bây giờ mình hãy đặt một từ, và mình dòm cái từ đó, nó sẽ biến mất. Ngay khi nếu mà mình không có duy trì, không có duy trì cái từ đó âm thanh, thì cái thân thể này nó không là gì cả. Nếu nói thân hay không thân, hay nói bất cứ cái gì,
tịnh hay là bất tịnh, tất cả nó đều vô nghĩa, bởi vì nó trống rỗng. Bởi vì con người xác định là do cái tư duy, cái tư tưởng, mà tư tưởng thì nó hình thành ra một cái ngôn ngữ, nó thành thành ra một cái bộ môn để chỉ đạo. Còn thọ cũng vậy nữa, thọ trên thọ thực thì chỉ thấy được cái thọ như thế nào, chứ không phải là có người thấy. Cũng như bây giờ tôi ngồi đây, nó thật sự bây giờ tôi đương, nếu mà nói theo bình thường á, nói là nói theo không tu á, thì tôi đang đau lưng, nhưng mà tôi vẫn không có cái ý niệm là đau lưng. Bởi nó đau phía dưới này, bây giờ nó đương đau này, mà tôi thấy một cái cảm xúc nó lăn lăn, nó nặng nặng gì đó, là tôi thấy cái thọ ấm. Chính tôi nhờ cái đó mà tôi tồn tại, chứ khả năng tôi bây giờ nó không có tồn tại được. Cho nên tôi thấy tôi đang thọ, tôi đang có thọ. Nhưng mà cái mà gọi là khổ thọ đó, tôi cũng không có thấy khổ. Tôi thấy nó là như vậy thôi, chứ không. Bởi vì nói qua cái từ khổ, dường như mình nói về cái tâm cảm giác. Còn cái cảm giác thật đó, thì nó chỉ là mình thấy cái xúc thôi. Một loại xúc nặng, xúc nhẹ, xúc thanh hay xúc trập. Đó. Cho nên hai cái vai tôi nó cũng hơi hơi. Thì tôi thấy, nghĩa là nó mới rộng rộng, ban đầu thì mình đã thấy rồi, con người mình nó nặng nặng, ngồi lâu thì cái máu nó tụ lại, hoặc là nó này kia đó. Thì cái chuyện đó tôi thấy nó thật bình thường. Chứ còn nếu tôi nói trời, đau quá, đau chỗ này, đau chỗ kia, thì tự nhiên tôi muốn đứng dậy, tôi chạy liền, tôi đi liền. Nhưng mà tôi nói, cảm giác đó, chỗ này kia đó. Cho nên do như vậy, cái Phật Pháp đó, nó cứu mình dữ lắm. Cho nên con người sống là sống với cái tâm lý của mình đó. Còn cái thân này á, thực sự nó cũng giống như là cái vô tri vô giác vậy thôi. Nhưng mà mình bom vào một cái thức á, thì nó sinh chuyện dữ lắm. Vì thế cho nên cái thân này nó không là gì cả. Cho nên nó nhân tùng vô tương trung thụ sanh. Do như quyển, do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô tự phúc giai không vô sở trụ. Nghĩa là thân thọ sinh từ trong vô tướng. Bởi vì không phải nó thọ từ cái vô tướng ban đầu, trước khi nó sanh ra cái nguyên lý của tứ đại đất nước gió lửa, mà nó trước khi nó sanh ra cái tế bào, cái chủng nữa, nó sanh ra cái hột giống nữa, nó là trước hết. Cho nên nó là vô tướng. Mà cái vô tướng đó không phải là nó sanh ra rồi nó diệt. Cái vô tướng nó bây giờ nó cũng là vô tướng. Nếu mình không có niệm, không có gì thì mình vẫn thấy được cái vô tướng. Cho nên nó thân thọ sinh từ trong vô tướng. Bây giờ từ, nếu mà tự nhiên mình có ý thức, mình có ngã, thì thực là nó sanh ra tướng. Và sanh ra tướng thì mình chạm xúc, mình thấy có cái xúc giác. Và cái ý thức của mình thì mình thấy có một cái gì đó như là một sự hiện hữu, như là một cái sự tồn tại, như một sự rõ ràng như thế này đó. Tức là do cái ý thức của mình và mình cảm xúc đó, cho nên mình mới có sanh ra cái thấy đó. Mình nói tôi đang hiện hữu, tôi đang tồn tại, này kia đó. Cũng giống như mình nói tôi khổ hay tôi vui. Thật sự nó bởi vì cái tôi đó, cho nên nó khiến cho mình nó cột trói, mình không thoát ly ra được cái đó. Và mình phải chịu trong cái danh từ, cái từ của cảm xúc. Còn bây giờ nếu mà mình không có cái tôi, tức là mình chỉ ở trong cảm xúc, nhưng mà mình không có nói, nhưng mà mình nghe. Mình nghe hay mình yên lặng, mình cảm, mình biết. Cái cảm biết nó còn đi trước cái nghe nữa đó. Cho nên cái điều đó đó, ví dụ khi tôi nói như thế này là tôi dùng, tôi thấy để thấy cái đó. Thì bên ngoài cái tai tôi vẫn nghe, nhưng mà cái tiếng, cái âm thanh này nó không lầm loạn được. Còn nếu mà tôi không nói, không dùng như đây thì cái âm thanh tôi nói trời mưa quá, này kia đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó loạn. Bởi vì tôi nghe, tôi chỉ nghe bằng cái thấy bằng cái biết bằng sự thật. Cho nên mấy huynh đệ cứ nghe tôi nói, cái nghe đó nó giống như cái thấy, và cái thấy nó giống như cái nghe. Thành bây giờ tôi nói nếu tôi thấy mưa thì cũng đúng, và tôi nói nghe mưa cũng đúng. Nhưng mà nó đâu phải là mưa, nó chỉ là một âm thanh. Mà tôi nói âm thanh đó là do mình nghe, chứ không phải nó có thật. Cho nên tôi bỏ cái tính chất của khách thể đi, thì tự nhiên tôi không có loạn, tôi không có vọng. Vì tôi không có vọng cho nên tôi vẫn không có bị trở ngại trong khi nói. Bởi vì tôi chỉ định tâm hơn một chút đó. Cho nên cái nghe nó đồng như cái thấy.
thật sự nó vô hình. Cái thấy thì mình thấy nó ở trong cái thấy chứ không phải là thấy cái gì. Cái nghe cũng như ở trong cái nghe chứ không phải là nghe cái gì. Nó bỏ cái khách thể đi, nó bỏ cái tướng trạng đi, nó bỏ cái âm thanh hay là hình sắc đi, thì tự nhiên cái nghe và cái thấy là cái tâm, là cái năng. Còn tất cả ngoài đó là cái sở. Tất cả nó đều là ở trong cùng, ở trong một cái hiện tượng, chứ không có gì hết cả. Cho nên do như vậy đó, mình có thể nghe pháp mà mình có thể thấy pháp, mình có thể hợp tác cùng với pháp như một, nếu mình không nói là chứng pháp. Còn cái nghe để mà mình lý thuyết đó, là mình thâu thập lý thuyết, rồi sau này mình bình giải, mình nghĩ ngợi, mình đó là cái sở tri. Còn mình nghe đâu mình tan biến mấy đó, thì bởi vì sao? Bởi vì cái nghe này nó không có thật, nó tự tính nó vậy thôi chứ nó không có thật. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề mình thực nghiệm. Mình bây giờ mình đang ở trong một phòng thí nghiệm về tâm linh, về tâm thức. Tức là mình lấy cái tâm thật của mình đó để mình đo đạt cái tính chất phản ứng của cái gọi là cái tính chất sắc thọ tưởng hình thức. Cho nên mình đo đạt cái sắc pháp là cái tướng, để đo đạt cái cảm giác, đo đạt cái sự chuyển động và đo đạt cái biết. Đó cũng như giống mình đo đạt cái tính chất của hình tướng hay là bất cứ cái gì của vật chất. Nhãn nhĩ tỷ thiền thân ý là cái chỗ cái máy để nó dò, để nó vào. Còn sắc thinh hương vị xúc pháp là cái tính chất để mình nghiên cứu. Mình nghiên cứu nó là một cái tính chất khách thể. Mình nghiên cứu thì khi mình nghiên cứu mình thấy như chính nó thì tự nhiên mình sẽ hiểu biết nó là cái gì, mình thành công. Chứ không phải là nó là cái gì để mình còn phân tích ra, thì cái điều này nó trở thành biến kế sở chấp. Nhưng mà ngay ở trong cái y tha đó thì mình đã biết nó là cái gì rồi. Cho nên ngộ là ngộ ở bên trong lòng của mình, ngộ trong tâm của mình. Cho nên gọi là mình thấy Phật trong tâm, chứ không phải là mình thấy Phật ở ngoài. Cho nên con đường này là con đường tắt, con đường mà chúng ta có thể đi. Nghĩa là chúng ta nghe một bữa, một ngày hay là một thời pháp, có khi nếu mà đúng ra nó cũng đủ rồi. Cũng như bạn kia chỉ nghe một cái từ gì đó kêu bằng cái đăng lài vậy thôi, rồi đứng dậy đi vui vẻ, không hỏi thêm cái gì nữa cả. Mà tôi cũng khỏi có nói, khỏi có đường lại tôi đưa vậy. Rồi bạn kia, tôi nói cái này cái gì thì không có nói, cho nên kỵ, không có nói lên cái tên quý, tên cái, cho nên tuyệt đối nó không có ngón tay. Thì tôi nói đúng rồi, đây là ngón tay nè, đây là ngón tay, tất cả đều là ngón tay. Còn nếu không là tất cả đều không. Có thì có tất cả, mà không thì cũng tất cả đều không. Cho nên do như vậy thế giới này có thì có tâm thì có tất cả, còn không tâm thì tất cả nó đều là tánh không. Tâm này là nó cái thức chứ không phải là cái tâm. Còn cái tâm thì chúng ta không thấy đâu. Cho nên tâm tự thâm tâm chẳng là tâm, bản tâm chẳng có là pháp đâu lầm. Nếu có pháp bản tâm phải có, bằng thâm tâm bản pháp đâu lầm. Nếu có pháp bản tâm phải có. Nếu mà cái đó chúng ta nói đây là có ông Phật thì cái danh từ ông Phật là ở trong này, cái hình tượng ông Phật mà để chúng ta biết đó cũng là ở trong này, và nó đối chiếu với cái này nó biết là đúng. Cho nên nó nói nếu có pháp bản tâm phải có, bằng chẳng tâm bản pháp không lầm. Tâm là tâm của pháp, pháp là pháp của tâm, nên biết hai đường giúp rốt cùng chỉ một không. Không có pháp mà cũng không có tâm. Cho nên cái thấy biết của mình trở thành thung dung tự tại. Bây giờ ít nhất là mình phải nhận cái công thức này, cái nguyên lý này, và mình đưa đi vào trong cái chỗ mà để mà mình tạo mẫu, nghĩa là mình trở thành một cái công thức để mà mình coi như là mình
áp dụng, mình áp dụng vào. Cho nên tôi bây giờ thì nó có hai cái thứ yếu. Một là tôi quên hết. Thật sự tôi không nhớ gì cả. Nhớ rất ít, nhớ có thể chừng cỡ 10 đến 20% thôi. Ví dụ như tôi vừa muốn nói cái từ gì tôi đã quên ngay từ cái lúc mà tôi nói. Tôi phải ngưng một chút tôi nhớ lại. Nhưng mà cái thấy thì tôi không có quên được. Cái biết tôi không có quên. Cái mà tôi nói đó thì tôi, cái vô hình đó thì nó không tan biến. Nó không có mù mờ. Nhưng mà nó quên. Cũng như cái sức của tôi thì nó yếu, nó cũng chỉ còn 20% trong cái tính chất vận dụng trong cuộc sống. Gọi là cái lực mà gọi là mạnh yếu đó, thì nó chỉ còn 20%. Nhưng mà cái khả năng tâm lý của tôi á thì nó có thể có 80%. Vì thế cho nên nếu tôi muốn mạnh thì tôi mạnh. Cái đó là cái năng, tôi dùng cái năng mà để tôi tạo ra cái lượng. Bởi vì tôi biết cái năng là cái tâm, cái năng là không, cho nên từ trong không tôi có thể tạo ra một sức mạnh, hay là tạo ra bất cứ một cái gì, hay là tạo ra ngôn ngữ, hay là tạo ra một sự vững vàng, hay là tạo ra một sự hiểu biết, đọc sách, hay là tạo bất cứ cái gì. Tôi không bị xóa sổ. Tôi tin rằng cái này, bởi vì cái này là cái nguyên lý của nó. Cái này nó có trước khi tôi có, cho nên tôi trở lại với cái đó. Chứ còn thực thể ra là tôi ở vào cái thế yếu đầy đủ. Cho nên tôi nói thật chứ không phải kim nhường. Ví dụ như bây giờ Phước Tiến mà lấy hai ngón tay xô cái tôi ngã gì. Nhưng mà nếu tôi biết trước thì tôi không ngã đâu. Nhưng mà tôi không biết, bởi vì tôi không biết. Nhưng mà nếu hai ngón tay mà xô một thằng nhỏ chưa chắc nó ngã. Nó chỉ nhảy tưng tưng hay nó đấy thôi. Nhưng mà tôi thì nó ngã. Bởi vì cái lực của khí đó nó không có. Cho nên cái lực bảo quản gọi là tất cả cái đất nước gió lửa đó nó đã trở thành biến đổi. Cũng giống như hồ á, một chai hồ mà để lâu quá nó hết coi, nó không dám dính, nó không dính nữa. Nó còn cái chất hồ, còn chất nhựa nhưng mà nó không dính. Đó là nó đã biến chất, tức là nó đang chết. Cái thân tôi nó đang chết. Nhưng mà có cái là cái tâm tôi nó sống rất mạnh. Cái thức tôi sống rất mạnh. Khi mà nó chết hoàn toàn thì tôi sẽ gọi là mở cửa tù, nó chạy ra mất. Đó là những cái đó, cho nên tôi nhiều khi tôi cũng thầm hoan hỷ, chấp nhận điều đó như là một sự thật. Thành nó không có cái sợ. Thành coi như, và tôi cũng không, tôi thấy cái sự sống chết bằng tính chất, thấy cái sự dao động, thấy cái sự biến đổi của tâm vật lý của mình, cái sự tàn phai của cái mà mình gọi là hiện tượng này. Cho nên tôi không có phải vì cái đó mà tiếc nuối mà khổ. Nhưng mà cái xúc giác thì nó còn. Nhưng mà tôi biết nó là cái thọ ấm thì tôi không cũng khổ. Nói về cái xúc giác tôi là nói về bản thân. Thân nó có xúc bư thọ, nó bư sanh ra tưởng hình thức. Nhưng mà ngay nên cái xúc mình thấy nó là xúc thì cái thọ nó rất là nhẹ. Mà mình thấy ngay nơi thọ thì nó không có sanh ra tưởng. Còn nếu mà mình thấy cái tưởng thì thật sự cái đó là rất là nguy hiểm, nó là ác. Cho nên cái ly dục, cái ly cái cảm tính, ly ác pháp là ly cái tưởng. Trong lúc mà sơ thiền đó thì không có dục, không có ác pháp, tức là không có tưởng và không có cái cảm tình, cái gọi là cái ái. Ái là dục. Còn cái tưởng là ác, ly dục ly ác pháp. Thì lúc đó khai cái đó mà nó rời ra thì cái tính thấy của mình nó mới biết cái chỗ nào là tầm, chỗ nào là tứ, chỗ nào là phỉ, an, lạc, định. Nó mới thấy được những cái tầng lớp của cái rung động, cái co giãn của cái sắc pháp và tâm pháp phối hợp lẫn nhau. Cho nên điều này á, nhiều khi hồi xưa tôi cũng đã giảng duy thức hay là đọc Abhidhamma nhưng mà hoàn toàn không hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi bị cái hiểu bằng cái danh, cho nên tôi không hiểu. Cũng như ví dụ như bây giờ tôi thấy cái vị này, tôi thấy là ông Phật, cho nên tôi hoàn toàn tôi không hiểu Phật là gì. Nhưng mà nếu tôi không có cái danh và không có gì đó thì tôi biết đây là Phật.
Bởi vì không phải là Phật mà tất cả các vị ngồi trước đều là Phật. Mà nếu nói ở một cái tính chất nào đó, một cái hướng nào đó thì tôi thấy còn rõ ràng hơn. Đó. Cho nên cái vấn đề tu là một cái vấn đề mình giống như mình thí nghiệm về sinh học. Mình thí nghiệm về cái tính chất của biến đổi thức, biến đổi tư duy. Nó là thực sự một môn, nó là một cái khoa để mà đổi mới là học, để mà thấy được cái mới là học. Còn ví dụ như nếu nói cái này á, nếu ai hỏi cái gì mà tôi nói là cục đá thì tôi không còn sáng tạo nữa. Mà nếu tôi thấy như chính nó thì là tôi thấy nó mới, bởi vì nó sẽ luôn luôn mới nếu nó không có tên. Còn nếu tôi nói cái tên là tôi biết rồi. Ai hỏi này, cái cục đá chứ đâu có gì đâu, tôi biết rồi. Nhưng mà nếu tôi không có cái tên thì tôi thấy nó mới luôn luôn, tôi cầm nó tôi thấy lúc nào cũng như bây giờ. Đó là cái bí quyết, nghĩa là rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta bị lờn lẫn nhau, cũ lẫn nhau là bởi vì chúng ta vì cái danh. Tôi thấy cái gì ông này là Phước Tiến này bà Sư Cô này kia, tôi biết danh đi. Nó không còn mới nữa, tất cả mọi việc nó không còn mới nữa. Bởi vì mình biết cái danh rồi, còn mình biết còn nhiều hơn nữa, nhiều. Cho nên tất cả cái biết đó nó tạo ra một cái tướng giả bên trong, còn cái tướng thật của mình nó đi qua mất. Cho nên mình không còn hợp tác với vũ trụ, mình không còn thiên nhiên nữa. Đó. Cho nên vấn đề tu học là một vấn đề, nó là một trò chơi rất thú vị. Một trò chơi mình có thể thấy nó kích hoạt từ bên trong. Và mình sẽ trở thành hưng phấn, mình trở thành hoan hỷ, mình trở thành sức mạnh. Kể cả mình trở thành một, nghĩa là một cái sự thẩm mỹ nữa. Tôi nói thật sự đó, bây giờ nếu tôi muốn tôi có thể đẹp hơn bây giờ. Và nếu tôi không muốn tôi có thể xấu hơn bây giờ. Tôi có thể nén cái tâm lại. Tính thôi miên thử mà không được. Không có gì cả. Mình nếu mình có một cái chút, một cái chút hiểu về cái vấn đề cũng như là hóa học, mình biến đổi, mình biến đổi về cái chất đạt, chất lỏng, một cái tính chất, cái sự chuyển động và chất lửa trong người mình. Cho nên con người mình có thể làm ấm lên, có thể làm mạnh ra được. Đó gọi là cái mà mình, ví dụ bây giờ có thể làm cho bàn tay mình ấm. Cái ấm này là cái lượng, còn cái mà làm ra đó là năng, năng đó là tâm. Cái bàn tay này nó không có sức nhưng mà có thể trở thành mạnh. Mạnh vô điều kiện, không phải mạnh mà mình trăng găm, mình uốn éo rồi mình đập cái rầm, nhưng mà tự nhiên mình đập cái rầm cái đó. Ví dụ vậy đó, nó vẫn mạnh là bởi vì sao? Bởi vì tập cả nó là cái không có gì. Cho nên nếu bởi vì cái không đó, tức là nó trở thành, nếu mình muốn, mình sanh một cái niệm là nó trở thành khí. Cho nên gọi là tâm khí bất nhị. Khi mà tâm khí bất nhị rồi thì tự nhiên mình có thể bắt đầu mình chơi một trò chơi ảo. Hay mình quá, mình già mình quá trẻ, trẻ mình quá già, yếu mình quá mạnh, mạnh quá yếu. Mình xấu mình quá đẹp, đẹp quá xấu. Và mình còn biến đổi nhiều cách nữa. Mình chơi, rồi mình ngu mình có thể biến thành trí, trí biến thành ngu. Tức là mình làm cho mờ, mình nhòa tất cả những sự hiểu biết đi. Thì mình ngờ ngày đó. Cho nên do như vậy, vì thế cái tâm là năng lượng. Cái tâm là năng và sanh ra ngoài là lượng. Nó không có gì hết cả. Cho nên còn nếu mà mình theo cái thức á, thì nó chậm hơn. Theo cái thức tức là mình theo cái công thức. Theo công thức thì mình làm nó chậm hơn. Ví dụ như bây giờ nếu một người á, thì mình còn ra điều bộ, hai người mà giờ là đấu quyền lẫn nhau á, thì mình phải đánh. Mà ví dụ nhiều người quá thì mình phải biến quá, mình rất nhanh. Chứ mình không phải thể nghĩ, mình không biết là họ đánh cái gì chỗ mình. Cho nên cũng như là mình đi trên một cái đường mà nó khó khăn,
mình lái xe mà hoặc là mình đi bộ mà trên một cái đường đèo, một cái đường rất khó khăn, thì tự nhiên mình phải linh động thôi. Cái linh động đó là thực sự mình, cái mình phát sinh ra một một cái sự phát minh, chứ nó không còn nằm ở trong cái tính chất truyền thống nữa. Bởi vì truyền thống là nó chặn cái con đường của phát minh, cho nên gọi là không có thông minh. Thông là bên trong nó không có chuyện gì cả, mình trống rỗng, còn ở ngoài nó bước sáng, cái thông đó nó rọi ra ngoài, thành nó thành ra một ánh sáng. Vì ánh sáng cho nên nó mình có thể biến hóa được. Cho nên cuối cùng á, cuối cùng nếu mình nghiệp hết tình không sanh tử đoạn á, thì tất cả mình có thể làm cho vật chất biến thành hư không. Tức là cái đó mình cũng giống như vật chất mình biến thành cái năng lượng, và năng lượng mình biến thành một cái hiệu ứng, như là một cái sự, một sự chế tác. Cho nên tất cả điều đó có thể xảy ra, cho nên nó không khó gì. Thành giống thành cái, tôi có dụng ý nó thật sự, tôi có mâu thuẫn, ví dụ tôi giảng cái này á, tôi cũng lờ mờ, cho nên tôi muốn nói lại để cho mình học thêm. Có những cái từ mà tôi học lâu tôi không nhớ, cho nên sư cô này thì bà coi gần hơn. Ví dụ như bà mới coi bộ Bát Nhã mấy năm nay, còn tôi học Bát Nhã đâu mấy chục năm rồi, còn bà coi sư già hay là bà coi cái gì đó thì nó gần cho nên nó nhớ, còn tôi xa rồi nó quên. Cho nên do như vậy cũng như cái đời sống của mình đó. Nhưng mà có một cái là mình dùng cái mánh riêng của mình, tức là mình dùng cái không có gì, còn cái có gì đó thì tự nhiên nó đặt cứng, nó dính cứng. Cho nên ví dụ mình không có gì đó thì mình có cái cách ứng xử, mình trở thành một con người. Ví dụ mình nhìn mỗi người mình biết ứng xử làm sao, mình nhìn mỗi người mình biết cách ứng xử làm sao. Còn nếu mình có gì á thì nó đặc cứng rồi, mình chỉ ứng xử với người này, mình không ứng xử với người kia được. Ví dụ một ông già đến thì mình đối xử được, nhưng mà trẻ nít đến mình không đối xử được. Mà trẻ nít đến xử, mà một người con gái mình đến mình không đối xử được. Một người con gái thì mình không đối xử với bà già được, nghĩa là mình ứng phó đó. Cái sự ứng phó đó cũng giống như trong cái tính chất mình dùng từ, hay là mình trong cái ý thức của mình đó, nó là không dễ cả, mà mình chỉ có sự quan hỷ và chỉ có một cái sự không chấp nhất ở trong lòng, thì tất cả mọi người nó trở thành một cái tính chất có thể bắt tay được, có thể kêu bằng hợp tác được. Còn nếu mình có một cái gì thì hai bên nó phải nó trở thành một cái đối tác cân nhắc dữ lắm. Cho nên cuộc đời, cuộc sống nó là vậy đó. Cho nên lúc nào mình cũng mới, nghĩa là cái hằng mình lúc nào cũng mới chứ không có cũ. Nó thật như vậy đó. Bởi vì con người nó cũ là bởi vì nó cái cố định chấp ở bên trong nó biết. Cho nên mình không phải là trời, không phải là người, không phải là ma quỷ, không phải là Phật tiên, không phải là gì cả. Mà nó cũng không phải là cái không nữa, mà mình cũng không biết là cái gì, mà mình không có cái không biết đó. Cho nên do như vậy cuộc sống này nó là một trò vui, một trò chơi. Mình giống như thiên nhiên, như cây rừng như vậy, thành mình sống rất thoải mái. Chứ mình thành cái đó mình không cần diệt bản ngã, nhưng mình đâu có bản ngã đâu. Cho nên rồi đủ rồi, tôi nói mà kia tôi dừng lại thì cái kim nó phải đúng cái này, đúng tám giờ. Rồi bây giờ mình chắp tay mình cầu nguyện, mình đem những cái tính chất vui vẻ hiểu biết này, mình mong rằng tất cả chúng sanh đều thoát được bồ đề tâm, thoát được trí tuệ, và nguyện chúng sanh đừng có khổ, đừng có khó khăn với nhau, nghĩa là đều vui vẻ, đều thương yêu nhau, và đều được bớt đi những cái sự khó khăn, bớt đi những tai họa của cuộc sống, và sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dài cho thấy mấy người chắp tay một chút.
không bao giờ trong cái mạng này mà thấy mấy người cầu nguyện ấy nghe. Tôi mở ra tôi thấy nghe rồi cái được chạy nó mất. Giờ quay quay lộn xộn. Quay lại. Cho nên mình muốn đẹp nó thành xấu.